Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư. Mình lấy cái bánh, hôm qua mình luộc cái bánh tro rồi. Thì hôm nay mình để qua một đêm thì cái bánh nó sẽ dẻo hơn ngày hôm qua lúc mà mình mới luộc. Tại vì mình mới luộc nó còn nóng cho nên nó không có dẻo bằng hôm nay. Hôm nay thì nó rất là dẻo luôn. Thì chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời tất cả các bạn hãy đồng hành với mình làm bánh ú tro. Nhưng mà mình không có làm tro mà mình làm bằng baking soda. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Cái này là gạo gạo nếp đó, hôm qua mình ngâm rồi, mình rửa sạch rồi mình ngâm, mình để trong tủ lạnh. Bây giờ bắt đầu mình sẽ qua cái bước thực hành bằng baking soda ha. Đáng lý là hôm nay là mình, nếu mà mình gói bánh bánh ú hay bánh tét thì mình ngâm qua đêm là mình đã gói rồi. Nhưng mà tại vì mình muốn làm cho nó thành bánh tro đó thì mình phải ngâm. Bình thường thì người ta sẽ ngâm qua bằng nước tro, đúng không? Mà bây giờ mình thì không có nước tro, mình sẽ xài bằng cái baking soda ha. Tại vì bắt buộc mình phải ngâm thêm một lần nữa. Nhưng mà trước khi mình ngâm thêm một lần nữa đó, thì mình lấy cái gạo nếp hôm qua đó, mình ngâm đó, mình đổ ra ngoài cái rổ để cho nó hơi ráo nước một chút ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm baking soda này để làm gạo gì bánh ú tro ha. Trước tiên các bạn phải cần có cái chảo ha, với được một cái đồ để xào. Chảo của mình hơi ướt đó. Okay. Mình sẽ bắt lửa lên. Cái baking soda này mình sẽ bỏ lên chảo. Rang nó ha. Một lần vậy thôi, mình rang luôn hai hũ. Để mình xài được lâu. Một là các bạn có thể nướng bằng lò nướng ha. Hoặc là mình có thể ra bằng chảo thì mình thấy nó lẹ hơn. Còn bỏ vô lò nướng á, thì mình nướng 210 độ và mình phải nướng tới 1 tiếng đồng hồ ha. Nhưng mà này mình ra mình nó lẹ hơn, cho nên mình được lựa chọn cách ra. Mình thì mình rất là thích ăn bánh ú tro, mà ở bên mình thì nó không có, người ta không có bán cái nước tro sẵn á, cho nên là mình phải kiếm cách. Cái này là mình thấy mấy người Nhật á, người ta ra cái này người ta làm gầm lên á, nó có cái độ vàng. Lúc mà mình rang cái này bỏ vô á, mình ngâm gạo á thì nó sẽ có cái độ vàng, và lúc mà mình chia mình nấu cái gạo nếp lên á, nó sẽ dẻo như tro, với lại nó có cái màu vàng rất là đẹp ha. Thì mấy người Nhật người ta làm mì cái cuộn mì đó, thì người ta cũng xài bằng cái này nè, chứ người ta không có xài trứng gà. Hồi đầu mình cứ nghĩ là người ta xài bằng trứng gà, nhưng mà không phải, ta xài bằng cái baking soda này, ta trộn với bột. Thì bữa nào mình sẽ cùng các bạn đồng hành làm mì nha. Hôm nay mình chỉ làm các bạn ra đều tay chút nha, tại vì nó bắt đầu giờ mình lấy rồi đó.
con luôn nha các bạn, tôi ăn với mẹ đó. Tôi ăn cái gì nào thấy cái bột này nó không có dính lại với nhau ha, trong cái này nó sẽ có mấy cái gì nè. Mình sẽ lấy nước bỏ vô cái thau ha, cái thau này. Mình sẽ quay gần lại cho các bạn coi nè. Cái gạo nếp mà mình bỏ cái baking soda mà mình rang lên hồi nãy á, thì cái gạo mình nó sẽ có cái màu vàng vàng, màu vàng vàng hơi hơi, bạn thấy không? Nó màu vàng vàng hơi hơi nè, chứ nó không còn trắng nữa ha. Tại vì cái chất baking soda đó mà mình rang lên xong á, mình bỏ vô á, thì nó sẽ
tạo ra cái màu cà dày. Rồi bắt đầu bây giờ mình lại bỏ vô trong tủ lạnh ha. Bỏ vô trong tủ lạnh mình ngâm cho, mình để cho tới ngày mai nha. Để cho tới ngày mai thì mình mới đem ra mình gói. Lúc mà mình để đem ra đó thì mình đừng có, mình đổ cái nước ra thôi chứ mình đừng có rửa ha. Đó, mình để cho cái baking soda này nó thấm vô trong đây nè. Ok. Rồi. Hơi đắng một chút xíu. Cái nước á, mình ngâm gạo cho nó sẽ hơi đắng một chút xíu. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ cất cái này vô trong tủ lạnh và ngày mai mình sẽ lấy ra mình gói bánh. Rồi ngày mai mình sẽ quay tiếp. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Mình sẽ quay tiếp cái món bánh này, tại vì mình không có nước tro đó cho nên mình phải làm qua nhiều cái giai đoạn cho nên nó hơi lâu. Là ngày hôm qua mình đã ngâm nếp. Hôm nay mình lại ngâm baking soda, rồi ngày mai mình mới vớt ra mình gói. Thì phải 3 ngày mình mới có được ăn cái bánh. Ok. Giờ mình cho... Đó, mình bỏ baking soda vô nước rồi mình quậy lên rồi. Rồi mình bỏ gạo nếp vô thì nó có cái màu vàng hơi này nè. Đó, chứ nó không còn là màu trắng nữa nha. Tại vì cái baking soda mà mình xào lên á, mình rang lên xong á, mình bỏ vô á thì nó sẽ đổi qua màu vàng. Và cái nước của nó đó, nó sẽ hơi đắng đắng một chút xíu. Nhưng không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ bọc bịch mũ lại rồi mình cất vô trong tủ lạnh. Rồi ngày mai mình sẽ gói bánh. Ok, hẹn gặp lại ngày mai. Vậy cái con nó có tới ngay đây mình không? Ồ, được kiếm đúng rồi. Em luôn ơi là... Đúng rồi, nghe rồi nè. Bây giờ mình gói. Ôi trời ơi, rồi lại quên cái muỗng nữa rồi. Đây em đi chưa? Đấy, thấy không? Trời có nó mệt. Mấy bữa mà dọn ra đây ăn nè. Con sai anh đỉnh. Giống như là đi tét khác luôn. Lát con quên. Cô lấy một cái mâm rồi cô khiêng ra rồi. Rồi xong rồi. Thì đó, bởi vì mình đã quên hoài à. Chai có nấu nước, anh ba pha một chai ly cà phê của anh ba nãy đó. Con mắc hai cuốn cuốn nè. Qua đây nè, cuốn chung nè. Qua đây. Đây nè. Con biết. Qua đây. Mình ăn coi nè, cuốn bánh chung à. Làm bánh với ai nha. Ồ. Này. Trời ơi trời nào nó cũng nắng đó, ngoài chỗ nắng là trời nào nó cũng nắng. Đây, trời mấy miếng thịt nó đen luôn kìa. Không đem để mang nè. Thôi, cái này để mà cuốn. Cái bàn này của ai? Cô lấy cái này đi. Mẹ cái nhớ nào này. Con làm, con sẽ làm là xong. Ừ. Rồi cuốn chung với mai nha. Đừng đừng cái nó bể á, nó bể á. Mình bỏ lô rồi nó nay với mà cuốn với má ăn chút. Cuốn nấu lát nữa mình chờ ăn xong rồi mình về. Trời ơi, con thắng luôn á nha. Ăn xong rồi được về luôn á nha. Để dài có trộn đường này không? Có. Lá của mình hơi ít tại vì đáng lý đó, bữa là đủ lá rồi. Nè 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 nè. Bây giờ họ chơi lụi luôn. Nuốt hết lá làm gì? Lấy với kiếm quấn thì đó. Bây giờ phải vậy thôi chứ giờ. Đó, giờ là... không hả? Bây giờ giấy, một giấy, lớp lá hà, một lớp lá hà lớp cho giấy kiếm bên ngoài. Phải không? Ừ. Thì cũng được cho nó có mùi ra lá này với lá kiếm cũng giống nhau đâu có mùi đâu. Không có mùi. Đâu có mùi. Bây giờ mình cứ chơi một lớp lá trước đi. Mình có cái bánh nhỏ nhỏ thôi. Một lớp lá, cái lớp giấy kiếm rồi cái mình mày vừa lớp lá lớp giấy kiếm liền luôn mày không có cần phải chờ. Thôi chị hai tính ra sản phẩm cho nó đẹp. Người ta tính làm cho nó đẹp đúng không? Mình ăn lên nè. Mình phải quên. Chứ con làm nữa.
Đợi này mới hai làm sao nè đó. Là Việt Nam người ta lá người ta dư cho nên người ta chia đôi là rất là bự luôn. Ừ. Còn bây giờ lá của mình hiếm hàng thôi mình chia chiếc à. Đó vậy thôi nha. Để lên rồi quấn lại ừ đó chưa kim gì đó, đó. Nè coi nè nó múc bỏ vô cho mình ủa. Chờ chờ anh ba. Trời ơi đang chờ. Nè hồi nó cái vậy nè, cái mình bẻ vô nó có diện tích. Không. Em úp cái này ngược lại. Hồi bữa chị hai cũng có y chang em vậy, nhưng mà mới phát hiện ra cái chị kia kìa trên mạng á, chị úp rất là gọn luôn. Úp vậy thôi hả? Úp về cột rồi hả? Nè, chị úp ngược xuống dày. Dày dày cái chị lợn cái đầu này lên là nó đi theo cái lá luôn, cuốn qua. À còn mình kiểu kia của mình á. Đúng rồi đó. Ừ đó trời ơi mình phải. Ê thôi yeah, bây giờ mình không có muỗng mình chia tay đi. Trời ơi chờ mà trong khi chờ. Bánh ú. Nè 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 hốt vô. Bánh mập. Bánh mập. Trời ơi. Bỏ vô người ta cũng biết kiếm. Giảm cân rồi toàn là đi kiếm. Nè bỏ vô. Biết không, cái bánh này là con thích là tại sao? Tại vì hồi nhỏ mình hay phái ăn cái kiểu mà bánh uống. Rồi, bỏ vô tiếp. Đè nó xíu nè. Bỏ tiếp nè nè. Mình gói không được khéo tay nha mọi người. Cái này là thành phẩm là ngon rồi chứ không cần khéo khéo tay đâu. Tại vì á mình chơi một lá nó không được bự, mình phải chơi hai lá cuốn nó đã tay á. Nè, của em bự không? Bự nhưng bây giờ em sao em úp nó lòi cái em nhiều quá nó sẽ lòi thì cái đó, không có tham được. Nè, rồi bắt đầu nè nhấn ngược lên nè đó để cho nó nếu mà không em lòi là lát nữa em hấp cái nếp á nó bị chảy ra ngoài hết. Trời ơi, vấn đề là bữa gà ta gói xong rồi lát ta hấp mới vui. Rồi đầu tiên gói nó đâu có biết đường. Nè thấy chưa, một lá thôi bị bể, không được nè phải chơi hai lá thôi. Chơi đẹp chè cái thôi rồi còn nhiều đấy. Còn nhiều rồi mình chơi kiểu kia. Rồi sau này cái này là nó sẽ bung ra. Đúng không? Chính xác chưa? Đúng tại sao người ta chơi chấp lá? Đó. Lá tre Việt Nam nó rẻ. Hết thơm nữa, này hết thơm rồi. Này hết thơm rồi. Phải lá kia đi. Đấy, ở dưới phần đít á mà úm vô nhính nhính thôi mà úm dày quá, dày quá thì nó lại mất cái chiều cao của nó nhiều mất quá. Mất cái chiều cao hả? Em có bỏ đường à nhưng mà chưa có bỏ sữa chứ thảo đâu có sữa không? Cái muỗng nè nè. Cho bút. Con cầm bút để con. Vậy à. Cái này là Grand Machine. Ô thấy vậy? Nana có thấy Grand Machine của bác hai chưa? Bác hai trai chưa? Chút ha, chút ra coi ha. Ồ leo lên. Mà trái này ngọt rồi mẹ, trái chín rồi. À, được rồi, nó đợi chút. Cái cục này. Cái là Grand Machine. Cái là đúng không? Rồi bây giờ. Grand Machine. Tắt rồi đi. Anh có cảm giác người anh thơm. Cảm giác thì không. Con mới vừa đi vô trong toilet con cái nang rồi khum xuống chị đít trên nè, đậu nè nó thơm rình luôn. Thơm mà gọi là thơm rình luôn. Sao phải lấy cái lò bự để ở ngoài này nè mình chơi rồi. Rồi để chừng nào nó xong rồi cái mới nướng vậy không? Đứng chung với nó được. Nó không có dính líu gì tới mình đó. Không thể nào cà bu bu chết luôn. Phải cột chắc nha, bữa cho hai cột á, không chắc á lúc nó nấu á cho nó sôi. Cái đó bung ra nó hư luôn cái bánh đó, coi như cái bánh nào bung là coi như cái đó nó hư. Đúng không chị Ba Kim, cũng là một cái nghệ thuật chị Ba Kim thấy chưa? Xong rồi nha, không có được hỏi đâu, không có được đẹp lắm nhưng mà coi như tạm được đi đó. Trời, đây để tôi ra nghề. Hay lắm anh ấy, hay lắm. Không đây. Bây giờ khi bây giờ lát mình luộc á, mày cứ bịch là giấy kiến mày gói đi, mày nấu đi. Nấu đi rồi lát nữa mới tháo ra cho đẹp rồi biết không á, mình gói cách của chị hai hồi bữa. Gói vậy đó là giấy kiến mày bọc ở bên ngoài rồi bỏ vô. Đúng rồi nha, hồi có lấy ra không? Lấy ra rồi bắt đầu mới khi mà chín rồi mới lấy. Mẹ yên tâm đi, lát nữa con sẽ làm bánh tét tại vì hết lá rồi, gói nhỏ nhỏ vậy nó cực, lấy nguyên cái kia ra giấy kiến á. Mình bỏ này vô nè, mình làm luôn bánh tét mà tả vô nồi mình nấu luôn. À múc vô cho ba lại. Cái nhân này là nhân y chang như hồi xưa mình ăn ở Việt Nam đó nè. Đi ra, đi ra, đi ra.
đấy, mẹ phải thử đi, mẹ phải nếm thử. Đó, hồi đó mình ăn cái trong cái bánh nhưng con nói tại sao mà không có cái chuối trong không, hay là chỉ nhưng ngọt trước rồi chuối riêng? Ngọt rồi, chuối đâu rồi nè. Đó. Em muốn có chuối thì em có chuối. Mẹ thấy đúng không? Nó phải như vậy nè. Sao? Nó sao? Chuối thì chai nó là cái mày bỏ cái gì? Đúng rồi. Có dừa. Dừa nha. Ừ, con mút đi con. Có dừa đây không? Có dừa đây không? Dừa trong cái nhân mẹ em trái. Nhưng mà giờ tao người ta ngồi bỏ dừa vô đây nữa. Thôi bây giờ mày có muốn không? Tao cho tao trộn dừa vô. Ừ. Thử không? Tao có một bịch lá dừa, dừa nó quý đó, sắc dừa nó quý đó. Nè một lá cũng được. Ăn đâu đây thơm. Một lá thôi đừng hồi cái lấy giấy kiến quấn lại. Ừ nó hơi không không. Hai chồng vô chồng lấy giấy kiến chồng ơi. Cái này nó có đủ đâu cả nhà. Con phải con lấy hai trái đồ này á. Vậy nè, hồi hôm nay ăn thử nha. Đúng rồi, giống giống nha. Có gì văng cái này. Mùa này mùa corona nha, bọt nha, nước bọt nha. Mấy bạn ở trong net nói cái chiêu này lạ là đưa răng lên. Cái bộ răng mấy chục triệu Thảo. Tụi tao cắn nhẹ nhẹ, tao kéo để cho nó không có bị kêu là cái gì nè. Để cho nó ôm cái lá chuối thôi, chứ tao đâu có cắn mà tao nghĩ cho nó răng. Rất răng ra căng lắm. Đấy, cái này là cà phê của cậu ba pha này, uống miếng nè. Sao? Còn một lá nó cũng đẹp nữa Kim ơi. Đó, bây giờ gỡ một lá thôi. Hai lá hào quá. Hào quá. Sao rồi cái anh bên đó ảnh hay lắm mà ta. Từ từ người ta thấy gọi anh... là nó. Nghĩa thật. Lần đầu tiên hiểu không cái rồi, gì. Con gái thủ từ, sẵn nhân. Từ từ con. Từ con. Nó cầm nè, con bỏ cho bác hai cái nhân đi. Mở cho má hai đi, má hai lấy cái nhân nè. Nè, lấy cái nhân bỏ vô, lấy cái nhân. Bỏ vô. Một cái thôi. Trời ơi, chưa. Rồi, để vô rồi đậu nếp, để xuống chỗ đây cho nó rớt ra ngoài. Rồi. Ôi giời. Lát để cái bánh này ghi tên Nana vô. Đó, xong. Viết gói không viết? Không. Viết gói hả? Không. Rồi, bây giờ mình sẽ nhớ cái thành quả từ nó hàng mình ba, hai ngày nay nha. Ngày hôm nay là ngày thứ ba đó. Đó. Thì mình vớt ra. Rồi mình ra mình cắt ra cho mọi người coi nha. Mình luộc được 2 tiếng. Nhưng có thể là thêm tiếng nữa thì nó nhiều clip luôn này mấy 2 tiếng ra đi. Bỏ luôn cái bánh vô. Bánh của người ta là 3 tiếng á. Còn mới luộc 2 tiếng. Bật cái furubem á. Là cái bột đấy, bột nổi á, mà không phải là bật cái furubem soda nha, chứ không phải là bật cái furubem vanilla. Nó có hai loại á. Ăn cái đó coi chừng bệnh nó mì. Ủa bệnh gì? Giờ mày ăn bánh mì nó cũng phải có cái bột đó vậy. Bỏ vô mà. Chứ đâu phải bỏ cục pin của lót, cái cục pin của lót nó mới quan trọng chứ cái này còn... người ta làm thiệt đó chứ không phải ở Na Uy này người ta làm thiệt đó, phải không? Dạ. Yeah. Chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày thứ tư, mình lấy cái bánh hôm qua mình luộc cái bánh cho rồi, thì hôm nay mình để qua một đêm thì cái bánh nó sẽ dẻo hơn ngày hôm qua lúc mà mình mới luộc. Tại vì mình mới luộc nó còn nóng cho nên nó không có dẻo bằng hôm nay. Hôm nay thì nó rất là dẻo luôn. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn ai cũng sẽ rất thích cái công thức này. Tại vì ở nước ngoài đó thì rất là khó khi mà kiếm được nước tro, hay là mình tạo ra nước tro để mình làm một cái bánh mà hồi lúc tuổi thơ đó ai cũng rất là thích ăn cái bánh này, bánh ú lá tre nước tro. Và ở trong thì nó có những đường đậu xanh rất với dừa rất là thơm ngon và rất là ăn cái bánh này thì mình cứ nhớ lại cái thời mình còn ở Việt Nam đi học đó. Đó. Nó rất là dẻo nha mọi người. Hồi hôm qua lúc mình luộc xong đó thì mình có mở ra tại vì có mẹ mình với em mình đó. Mình cũng có mở ra nhưng mà nó cũng dai nhưng mà nó không dai bằng ngày hôm nay tại vì mới vừa vớt ở trong nồi ra. Thì nó không có dai. Mà hôm nay mọi người thấy không? Dai, thiệt là dai luôn. Dai không? Nó dai dữ lắm luôn. Không, cái hương vị á, thì nó rất, nó không khác gì hồi xưa lúc mình còn nhỏ ăn. Đó. Mà mình qua bên đây cũng 20 năm mà mình cứ, mỗi lần mình đi về Việt Nam mình rất là thích mua cái loại bánh này.
Nhưng mà bây giờ hy vọng là mình chia sẻ cái công thức này cho mọi người, thì hy vọng mọi người sẽ làm rất là dễ, và cũng là làm rất là dễ và rất là ngon luôn nha, chứ không phải dễ mà không ngon đâu, rất 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 là ngon đó. Hy vọng mọi người nhận được cái công thức này làm và ăn và chia sẻ cho gia đình đó, rất là dẻo nha mọi người đó. Cái này á là mình chỉ luộc có, mình luộc có 2 tiếng rưỡi thôi nha. Nếu mà mình luộc 3 tiếng á, thì cái hộp nếp nó sẽ nát hết ra luôn, nhưng mình nghĩ cũng không cần thiết. Tại vì vậy là nó cũng đã dẻo, nó dẻo mà nó cũng coi như là không có khác cái gì luôn á. Cho nên mình nghĩ là không cần phải luộc 3 tiếng đâu, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là được rồi. Rất là ngon luôn. Mình ăn vô mình nghe nó rất là thơm. Hồi bữa đó mình mua cái lá tre về mình gói, nhưng mình không gói bánh tròn, mình gói bánh nếp, bánh chuối nếp nhỏ của lá tre. Nhưng mình ăn thì nó không có thơm, giống như là hồi đó mình ăn thì mình cứ nghĩ là gói lá tre thì nó sẽ thơm, nhưng không phải, tại nhờ cái nước tro đó thì nó mới thơm. Thì bây giờ mình sẽ để cái công thức bánh ở bên dưới nha, mọi người cứ làm, không khó, rất là dễ luôn đó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thích, xin các bạn hãy ủng hộ kênh của mình, cũng như like và share. Cảm ơn các bạn nhiều. Ok, bye bye các bạn.